Chào các bạn, video này mình sẽ giới thiệu về cách sử dụng hai tham số là ARGV và ARGC trong ngôn ngữ lập trình C. Thì như các bạn đã học lập trình C thì mình sẽ biết là cái function rất là quan trọng trong C hay là C cộng cộng, đó là function main. Thì khi mà mới học ấy, thì mình sẽ phải làm quen với cái cú pháp này đúng không? Int ARGC và char sao ARGV thì nó là một hai cái tham số khá là quan trọng đối với hàm main. Tuy nhiên là lúc mình học thì mình sẽ không quan tâm đến tham số này đúng không? Vì mình cũng không biết là nó dùng để làm gì cả. Thì ở cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái tầm quan trọng của hai cái tham số này và cách sử dụng nó như thế nào. Thì mình sẽ sử dụng hai tham số này khi mà mình truyền và dùng với command line, ví dụ như là mình compile các thứ bằng GCC ấy, chứ không dùng cái IDE. Thì đây là cú pháp khi mà mình sử dụng hàm main để dùng hai tham số này truyền vào lại int argc này và char sao argv mạng đúng không, hoặc là cái cách thứ hai là cách như này, hai dấu sao pointer to pointer ấy. Ok, thì ý nghĩa của cái hai cái tham số này ấy, đầu tiên là argv viết tắt của argument vector thì nó là một mảng các con chó đây đúng không, kiểu char đúng không, mảng các con chó để liệt kê ra tất cả các cái đối số được truyền vào. Thì khi mình truyền cái đối số này vào bằng cái câu lệnh compile trên command line ấy, thì nó sẽ có một tập các cái tham số mình truyền vào, thì các cái tham số này sẽ được ngăn với nhau với dấu cách. Và nếu mà bản thân mỗi cái tham số mà có cái khoảng trắng nó giống như dấu cách ấy, ở bên trong thì mình có thể dùng dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép để phân biệt nó là một cái tham số có khoảng trắng thay vì là một dấu cách, tức là ngăn cách giữa hai tham số. Tiếp theo là cái tham số argc thì nó là cái viết tắt của argument count, nó là cái số nguyên biểu thị cho cái số lượng các cái đối số ở trên của mình ấy. Tức là mình truyền vào bao nhiêu đối số thì nó sẽ là bấy nhiêu cái argc này sẽ biểu thị cho cái số đấy. Trường hợp sử dụng thì đối với một chương trình bình thường của mình đúng không, ví dụ những cái hàm thông thường ấy, cái function thông thường mình sẽ truyền tham số vào để mình sử dụng đúng không, thì tương tự hàm main cũng như thế. Tuy nhiên là cái tham số của hàm main thì nó đặc biệt hơn một chút là nó không phải là côn ở trong code mà là nó côn từ cái bên ngoài command line của mình nó truyền vào. Tức là sau khi của một hàm của mình, tức là sau khi cái chương trình của mình ấy, đã build ra exe rồi hoặc là elf rồi thì lúc sau thì lúc đấy mình mới truyền vào trong cái quá trình run ấy. Ví dụ mình gọi cái hàm main.exe ra xong mình truyền thêm cái tham số vào thì lúc đó nó sẽ truyền vào argv và argc này để mình sử dụng. Thì cái ứng dụng của nó thì mình có đặt ra hai cái ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất là user có thể truyền các cái đối số mong muốn của mình vào chương trình. Tức là khi mà mình viết một cái chương trình đúng không? Mình viết trên máy của mình, local của mình. Ví dụ mình muốn đọc một file chẳng hạn thì mình sẽ truyền fix cứng, ví dụ fix cứng cái tên file hoặc là đường dẫn của file vào trong code của mình đúng không? Và nếu mà fix cứng như thế mà đưa cho người khác dùng ấy thì người khác sẽ không thể dùng được vì đường dẫn của họ khác. Đúng không? Thì lúc đấy mình mới mong muốn viết một cái chương trình mà người khác có thể truyền cái đường dẫn của họ vào hoặc là truyền các cái tham số mà họ mong muốn vào thay vì là fix cứng trong chương trình. Thì lúc đó mình dùng cái trường hợp này, mình truyền vào các cái argv này đúng không, và mình sử dụng trong chương trình. Ở cái tác dụng thứ hai ấy, đó là đặt password cho chương trình. Cái này cũng là một cái ứng dụng cũng tương đối hay sử dụng ấy. Thì ví dụ như mình muốn user truyền vào một cái password đúng không, thì chương trình mới chạy như mong muốn, còn không thì nó sẽ chạy theo cách khác hoặc là không chạy. Thì mình cũng có thể sử dụng cái tham số truyền vào này đó. Thì ở đây mình có lấy một cái ví dụ sử dụng và chạy bằng code cho để cho mọi người có thể hiểu được cái tác dụng của hai cái tham số này. Đó là chương trình mà mình lấy ví dụ ở trên, đó là đọc ghi file đấy, chương trình đọc file đúng không, và mình lấy cái file path trong chương trình của mình, à, trong máy của mình, local của mình thì người khác không thể dùng được. Thì mình sẽ truyền cái tham số vào trong cái argv này để cho người khác có thể sử dụng. Ok, đây là mình sẽ lấy ví dụ nha. Đây là cái folder của mình này. Mình sẽ viết một cái hàm, đó là hàm argv.c. Chính là hàm main đấy, đó chính là hàm main của mình sẽ ở trong này. Mình có một cái file argv.c. Hàm main sẽ ở trong này. Tiếp theo là mình có file .txt này. Đó, in ra cái gì cũng được tùy các bạn. Nội dung của file thì trong cái argv.c này mình sẽ đọc cái file .txt kia đây,
mình sẽ mở nó ra và đọc cái file đấy, in ra màn hình cái chương trình của nó, in ra màn hình cái nội dung của cái file này, hello này. Ok, thì đây là mình cách viết chương trình thông thường của mình đúng không? Mình sẽ viết như thế này. Đây. Mình có thể thêm một cái biến nữa là file path đúng không? Để thay thế cho cái này. Tùy tùy mình biết thôi. Thì đây là cách thứ nhất là mình fix cứng đúng không? Mình fix cứng cái thằng file.txt này. Ví dụ nha, mình sẽ ví dụ nha. Mình thêm một cái đường folder vào đây. Nó là file đây. Đúng chưa? Xong mình cho cái thằng này vào đây. Đó, hoặc là mình để nó ra ngoài cũng được. Thì tùy vào cái ứng dụng của mình ấy. Thì mình đặt ở trên máy mình là như thế này. Tuy nhiên là trên máy người khác thì người ta sẽ để ở những cái đường dẫn khác đúng không? Và mình không thể áp đặt là người ta phải đặt trong cái đường dẫn mà mình fix cứng được. Thì đây là mình sẽ build thử chương trình này với cái đường dẫn là fix cứng này. Mình sẽ mở command line lên nha. Mình sẽ dùng cái lệnh là gcc này trừ ô user argv đi với đầu vào là argv.c đúng không? Ok, chương trình build cho mình ra file argv.exe này, mình chạy cái file này. Đó, thì nó in ra đúng hello đúng không? Thì bây giờ mình muốn là người dùng vẫn có thể truyền cái đường dẫn vào trong cái quá trình mình chạy này, mình run này, argv, sau đấy mình truyền thêm một cái đường dẫn vào, tùy theo ý mình, đúng không? Ok, mình sẽ thử nha. Thì lúc đấy mình sẽ dùng cái tham số là argv và argc, mình sẽ truyền vào nha. Đấy, argc này tra sao argv đúng chưa? Ok, thì khi mà mình gọi lệnh argv xong rồi đến cái đường dẫn thì cái argv cái đường dẫn đấy của mình sẽ tương ứng với cái tham số thứ nhất đúng không? Tham số thứ một. Thì cái tên file này bây giờ sẽ không phải là như này nữa, không phải fix cứng như này nữa mà là argv số 1. Đó, như thế. Thì bây giờ mình sẽ thử chạy nha. Chạy lại này. Mình lưu lại chương trình này. Ok, sau đó mình chạy. Bây giờ nếu như mình chạy argv như này thì nó sẽ không ra cái gì cả. Đó, không ra gì đúng không? Vì vì nó không đang không có cái argv 1 này. Mặc định khi mà mình không có ấy, thì nó sẽ là null. Và mình mở một cái file null ra thì nó sẽ không có gì cả. Nó cũng không báo lỗi, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ truyền vào này. argv i.txt. Đó, thì nó đã in ra cái code của mình đúng không? Cái nội dung của cái file .txt này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ có thể thay đổi đường dẫn này chẳng hạn. Người dùng có thể thay đổi đường dẫn là cho cái file vào đây. Thậm chí mình có thể đưa cả cái đường dẫn tuyệt đối này vào. argv. Đó, đưa cả cái đường dẫn tuyệt đối vào. Ở đây chưa in ra đúng không? À, đây là mình phải thêm tên file vào nữa. Mình siêu này. File.txt. Đó, thêm cả đường dẫn tuyệt đối vào cũng được. Đó, khi người dùng muốn dùng đường dẫn tuyệt đối hoặc là tương đối thì tùy người dùng luôn. Mình chỉ cần biết là mình gọi cái tham số này ra và truyền cái tham số này vào thì mình có thể tương thao tác với cái nội dung đó. Thì trong cái quá trình viết code mình sẽ không cần phải có những cái hard code đúng không? Ở đây không có một cái hard code nào cả. Thì đó là mục tiêu khi mình viết chương trình. Người dùng có thể truyền tham số vào này và mình không cần hard code. Và sẽ không bao giờ bị lỗi như cái kiểu là đường dẫn không tồn tại hay cái gì đó đúng không? Nếu mà mình fix hard code vào thì nó sẽ bị như thế. Thì đó là cái công dụng của hai tham số là argc và argv. Thì đây là một cái bài toán mình ví dụ để cho các bạn sử dụng. Thì đối với những cái bài toán khác các bạn có thể sử dụng tương tự như vậy. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn lắng nghe.